Trước đây, chiến lược tối ưu hóa trên YouTube chủ yếu tập trung vào từ khóa bao gồm tiêu đề, mô tả và thẻ tag. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, xu hướng tối ưu hóa ở trên YouTube chủ yếu tập trung vào mức độ thỏa mãn của khán giả. Để làm rõ cho cái xu hướng mới này, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiến thuật tối ưu hóa ảo diệu của kênh của một chú ngựa ô trong làng YouTube, đó là kênh CoComelon. Xin chào các bạn Việt YouTubers. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi trút bầu tâm sự của Việt YouTubers ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Đồng thời, đây cũng sẽ là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV, network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Ok, CoComelon là một kênh khá là mới, hiện nay đang vươn lên đứng thứ 3 ở trong danh sách 500 kênh YouTube lớn nhất hiện nay. Mình có thể lên Social Blade để xem số liệu này. Gọi là một chú ngựa ô tại vì kênh CoComelon trước đây cũng không mạnh lắm, nhưng từ các bạn có thể nhìn thấy ở đây, bắt đầu từ tháng 1 năm 2017 cho đến nay, có thể thấy là kênh CoComelon tăng trưởng từ chỗ này là 40, các bạn nhìn thấy ở góc bên này nha, monthly view nha, 43 triệu view và đi dần lên, hiện nay là ở mức 2 tỷ 500 triệu view, đúng không ạ? Và vươn lên đứng thứ 3 trong số 500 kênh YouTube lớn nhất thế giới. Vậy thì cái chiến thuật tối ưu hóa của cái kênh này là như thế nào, CoComelon? YouTube. CoComelon. Mình sẽ cùng vào kênh CoComelon này để tìm hiểu. Ok, bây giờ các bạn thử nhìn các video của CoComelon xem là có điều gì đặc biệt không ạ. Mình cho nhau 1 phút nhỉ, để cùng nhìn xem có gì đặc biệt không của kênh CoComelon không. Nếu các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy cái điều đặc biệt đầu tiên nha. Video này 2 ngày trước 36 phút, video tiếp theo 5 ngày trước 3 phút 34 giây, video tiếp theo 36 phút 2 phút 44 giây, 36 phút 59 giây, 2 phút 46 giây, 36 phút 57 giây. Rõ ràng là cái mô hình đầu tiên của kênh CoComelon là bạn xen kẽ, kênh này xen kẽ giữa một video khá là dài 36 phút ở trên YouTube hiện nay có thể xem là khá là dài, và một video khá ngắn 2 đến 3 phút, đúng không ạ? Xen kẽ, xen kẽ, xen kẽ, xen kẽ. Thì mình tìm hiểu thời gian 1 năm trước, 2 năm trước, trong cái quá trình phát triển của cái kênh này, mình thấy trước đây các bạn không làm như thế này. Thời gian trước đây kênh CoComelon không làm như thế này. Có thể thấy kéo xuống dưới nữa. Đây, càng về sau thì cái số cái thời gian của video nó có sự thay đổi. Đây là 40 phút. Đúng không? 42 phút. Chen giữa những video ngắn. Cái này 17 phút, cái này 40 phút. Cái này 55 phút, 53 phút. Thì rõ ràng là cái điều mà mình có thể nhận thấy ở đây là như thế này. Các bạn của CoComelon có một quá trình gọi là thử nghiệm thử nghiệm về độ dài của video, từ những video rất ngắn 2-3 phút cho đến các video cực kỳ dài. Những cái này 68, 68 phút, 66 phút, 28 phút. Và cho đến khi các bạn tìm thấy một cái hai cái độ dài gọi là lý tưởng cho kênh của các bạn, thì hai cái độ dài lý tưởng đó là những video từ 2 đến 4 phút, và cái độ dài lý tưởng thứ hai là 36 phút, 36 37 phút. Thì sau khi tìm được cái hai cái độ dài lý tưởng đó rồi thì các bạn chỉ tập trung làm bằng hai cái đấy qua một quá trình thử nghiệm rất là dài. Thì để mà cái tiêu chí hiện nay của YouTube, để mà cái tiêu chí nào để mình tìm ra được cái video nào là đáng giá, cái thời lượng nào là đáng giá, cái tiêu chí mà mình tìm ở đây là tổng thời gian xem của mỗi video. Cái này mình có thể xem ở trong YouTube Studio. Vào trong YouTube Studio mình có thể xem cái này, tại vì có một cái đặc điểm là thông thường ấy, nếu mà video mà ngắn ấy thì số view thì thường sẽ rất lớn. Ví dụ như cái này là 3 phút thì nó sẽ là 16 triệu view, đúng không? Cái này 3 phút 34 triệu view. Cái này 2 phút 46 giây 15 triệu view. Những cái video mà dài hơn thì thông thường là các bạn cũng biết rồi, những người mà click vào để xem những cái video dài ấy thì số lượng nó sẽ càng ngày càng giảm đi, càng ít đi. Cho nên cái tiêu chí nào để các bạn này dùng để lựa chọn cái thời gian nào là hợp lý, khoảng thời gian nào là hợp lý cho một video, thì mình có thể xem ở đây. Mình vào Analytics, tức là số liệu phân tích, đúng không? Ở cái tab là Interest Viewer. Cái này các bạn, nếu các bạn có thể xem ở trên đây. Mình sẽ để cái link đến phần hướng dẫn sử dụng YouTube Studio mới để xem những cái này. Thì vào đây, vào Interest Viewer. Chúng ta có thể nhìn thấy những video nào mình có thể, ở đây mình có thể chọn là toàn thời gian đi, lifetime đi. Và mình sẽ xem những video nào có được tổng thời gian xem, đây cột này, tổng thời gian xem nhiều nhất. Thì thông thường đối với một video mà dài hơn như này, tuy số lượt xem ít hơn nhưng mà mỗi lượt xem thì cái gọi là cái thời lượng xem trung bình, giống như các bạn có thể nhìn thấy ở cái cột này, thời lượng xem trung bình thường là nó dài hơn. Cho nên là tuy số view ít nhưng mà nhân với số lượng thời gian mỗi lượt xem dài thì nó ra được một tổng thời gian xem lớn. Tương tự như thế, những cái video này tuy mỗi lượt xem nó ít nhưng mà số lượt xem nó nhiều, cho nên là tổng thời gian xem nó cũng lớn lên. Thì mình lựa chọn những cái video nào mà đạt được cái tổng thời gian xem lớn như thế. Tại vì đơn giản thôi, cái thời gian xem mà nó càng dài ra ấy, thì cái xác suất mà quảng cáo nó hiện lên trên cái thời gian xem đấy nó càng lớn, thì cái doanh thu của mình, cái kết quả cuối cùng mình đạt được về là cái doanh thu nó sẽ càng lớn, đúng không ạ? Đấy là cái đặc điểm thứ nhất mà mình nhìn thấy ở trên kênh này. Mà liên quan đến cái thời gian xem nữa, có một điểm thứ hai mà mình cũng thấy rất là hay ho ở trên kênh CoComelon này. Kênh CoComelon này mình rất nghi ngờ cái kênh này, rất nhiều khả năng là một kênh nào đấy của Việt Nam. Cái cách vẽ và cái cách đưa nhạc vào, cái cách vẽ nó rất giống với các kênh của Việt Nam. Tất nhiên là mình không biết là kênh nào đâu, nhưng mà rất có khả năng, không biết là trong câu lạc bộ VIP 301 của các đại gia YouTube Việt Nam có ai có cái kênh này không, thì mà mình mang lên đây để mình cho các bạn học hỏi, thì hy vọng là không giận mình, đúng không? Đây, cái điểm thứ hai mà mình thấy rất là hay ở kênh CoComelon là các cái video mà dài các bạn luôn để cái Cái này gọi là dấu thời gian timestamp. Đây là 36 phút đúng không? 37 phút. Nói trước cho khán giả biết là cái video này sẽ rất dài. Tất nhiên là ở đây YouTube cũng có cái timestamp riêng của YouTube, nhưng mà các bạn này vẫn làm thêm một cái nữa. Tại vì sao? Tại vì cái này hơi nhỏ hơn, các bạn làm một cái màu đỏ to hơn ở góc này. Đấy, tại vì cái thói quen này các bạn đã làm từ rất là lâu, từ cái thời 60 mấy 70 mấy phút, luôn luôn có 42 phút. Luôn luôn có đối với các video dài. Nói trước với khán giả biết là đây sẽ là một video rất dài. Nếu bạn cảm thấy có đủ thời gian thì hãng xem, còn nếu không thì thôi đừng có xem. Tại vì sao như vậy? Tại vì nếu mà một khán giả mà không để ý mà thấy cái tiêu đề rồi cái thumbnail mà phù hợp với mình, xong rồi click vào, xong rồi đang xem, xong rồi phát hiện đó là mình không có đủ thời gian chẳng hạn, hay là bận việc gì đó, phải đi làm việc gì đó chẳng hạn, thì nó rất là bất lợi cho kênh. Tại vì sao? Tại vì đối với cái lượt view đó ấy, thì cái tỷ lệ giữ chân khán giả, cái thời lượng xem trung bình nó sẽ rất ngắn so với một cái video mà 36 phút. Ví dụ người đó chỉ xem được có vài 3 phút chẳng hạn. Khi đó ấy, cái thuật toán nó có thể nghĩ rằng là cái video này chất lượng nó không hay, cho nên là nó sẽ kém đề xuất đi, nó sẽ kém lượt view đi. Cho nên là cái việc mà mình đưa lên đây cái thông tin này cho khán giả biết là mình thấy cực kỳ hay. Thêm một điểm nữa liên quan đến cái việc đưa thông tin về thời gian này thì có một điều mình lưu ý. Cái này đối với những bạn mà làm lâu rồi ấy, thì mình nghĩ là rất là cơ bản, nhưng mà mình cũng nói để những bạn nào mà mới làm có thể biết là ở đây những cái chữ, những cái dấu xuất hiện trên màn hình, bạn nên tránh cái góc dưới bên phải này. Tại vì góc dưới bên phải này sẽ có cái timestamp cố định này của YouTube, cho nên rất có thể nó che chữ. Ví dụ nha, bây giờ mình thử ví dụ ra xem các kênh bình thường nha. Đây, ví dụ video này chẳng hạn, cái chữ này, cái chữ dàn chân cái gì đây là cái timestamp nó che mất nha, đúng không? Ví dụ video này, thấy chưa, thấy timestamp che chưa? Cái bạn này thậm chí có cái logo của bạn còn bị timestamp che cơ, thấy chưa? Video Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân này, chữ MC gì đây, A Tũng nha, A Tũng nếu có xem video này nha, xem này, timestamp nó che mất tên của em. Ok, thấy chưa? Rất nhiều cái này cũng bị. Thì CoComelon để chữ, để ở trên các bạn để ý, chữ CoComelon cũng nằm dạt sang góc bên trái này, chữ 36 phút lên bên phía bên trên này, đúng không ạ? Rồi, đấy là cái thứ nhất mà mình, cái thứ nhất về vấn đề gọi là thời lượng của video. Tại vì hiện tại ở trên YouTube người ta đồn đại nhau, nhiều người đồn đại nhau rằng là khoảng thời gian mà hợp lý cho một video trên YouTube hiện tại là khoảng từ 10 đến 20 phút. Nhưng mà theo mình thì cái thời lượng của mỗi video, một là nó hoàn toàn tùy thuộc vào nội dung content của bạn. Content của bạn cần phải dài đến mức nào để cho khán giả hiểu được, khán giả tiếp nhận được thì cứ nên làm đến mức đó. Dài, cực kỳ dài cũng được hay là cực kỳ ngắn cũng được, tùy theo khán giả của bạn. Còn nếu mà thực sự bạn muốn nghiên cứu về dữ liệu thì bạn thực sự phải thử nghiệm. Mình không nói rằng nó sẽ cái mô típ là 3 phút và 36 phút này sẽ phù hợp với, hoàn toàn phù hợp với kênh của bạn. Bạn phải thử nghiệm, liên tục cho đến khi, và sử dụng dữ liệu trong YouTube Studio cho đến khi tìm được cái thời lượng phù hợp cho mình. Được chưa? Rồi. Bài học thứ hai nha, cái thứ hai mà mình nhìn thấy ở trên CoComelon này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, từ trong danh sách 500 kênh YouTube lớn nhất hiện tại, số 1, số 2, số 3 nha. Thì cái kênh CoComelon này tổng số video upload là 404 video. đúng không? Trong khi nói chung trong số các kênh mà đứng đầu này, số lượng video upload nó khá là khác nhau. Có những kênh upload rất nhiều, ví dụ T-Series này 13.000 upload này, Set India 29.000 upload này. T-Series đang nổi tiếng, đang rất nổi tiếng đúng không? Cuộc đua số lượng sub của PewDiePie, số lượng sub lớn nhất lớn nhất trên kênh YouTube đúng không? PewDiePie và T-Series. Thì ví dụ như cùng một khoảng thời gian với CoComelon nhé. CoComelon đây mình nói từ khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2017 cho đến nay bắt đầu nhấc lên đúng không? Từ 43 triệu tăng lên đến 2,5 tỷ, tăng khoảng 60 lần. Còn kênh này từ khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2017. Từ tháng 1 năm 2017 đến nay. Cũng tăng khá nhiều. Tăng khoảng từ 800 triệu cho đến 3 tỷ, tức là tăng gấp 4 lần đúng không? Thì các bạn cứ nghĩ mà xem, cái kênh T-Series này upload 13.000 video trong khi kênh CoComelon chỉ upload có 400 video thôi. Rõ ràng là có một cái, hoặc như kênh này chẳng hạn, kênh Set India này chẳng hạn, cái sự phát triển của kênh Set India này cũng là upload rất nhiều, từ tháng 1 năm 2017. Tại sao mình lấy từ tháng 1 để cho nó gần đây nhé? Từ tháng 1 năm 2017 tăng từ 600 triệu đúng không, 555 triệu lên đến 1,5 tỷ view một tháng, gấp 3 lần. Trong khi CoComelon chỉ upload có 404 video thôi mà tăng được 60 lần như thế này, thì có rõ ràng là cái tần suất upload nó không phải là yếu tố quyết định, ít nhất không phải là yếu tố quyết định trong cái việc một cái kênh nó có lên được hay không, có nhiều view hay không, có nhiều sub hay không. Tại vì suốt cả một năm 2017 và một năm 2018 cho đến tận bây giờ, mình thấy rất nhiều thầy, kể cả ở nước ngoài, kể cả ở Việt Nam, đều dạy rằng là muốn thành công ở trên YouTube thì cứ phải upload nhiều vào, càng nhiều càng tốt, hàng ngày, mỗi ngày phải ít nhất một video, hoặc là nếu có thể thì một ngày 2 video 3 video, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà mình thấy cái việc đấy nó rất là vô lý. Tại sao? Tại vì trước đây mình làm một cái ngành nghề gì khác, mình chán về cái công việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cứ phải cày cuốc vật lộn. Mình muốn làm YouTube để mình được sống với đam mê của mình, sống với những điều có ý nghĩa, chia sẻ những cái hiểu biết của mình, cái quan điểm sống của mình cho cộng đồng. Mình muốn rằng khi nào thích thì mình làm, khi nào không thích thì mình nghỉ, hoàn toàn tự do thoải mái. Thế mà bây giờ để thành công được trên YouTube, mình lại phải mỗi ngày, lại phải sáng tối chiều, ngày nào cũng phải làm video, ngày nào cũng phải edit. Nếu dừng lại là mất sub, nếu dừng lại là mất view. Nếu mà như thế, thế thì cái mục tiêu ban đầu mình làm YouTube đâu còn có ý nghĩa. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào cái kênh, cái sự phát triển của cái kênh CoComelon này, thì rõ ràng có một điều mình, tất nhiên là mình không nói là đăng nhiều video là xấu, không tốt, nhưng mà rõ ràng là nếu mà mình làm được content chất lượng tốt ấy, thì mình không cần phải đăng nhiều đến mức như vậy. Như kênh CoComelon này là đăng một tuần đúng 2 video, 2 ngày trước, 5 ngày trước, một tuần trước đây, thì cứ một tuần bạn đăng đúng 2 video thôi. Một video là vào ngày, cái này là vào 2 ngày trước, là thứ mấy, một Hôm nay là chủ nhật đúng không? Một là thứ sáu, một cái vào thứ sáu, đúng không? Và CoComelon, và một cái 5 ngày trước. Là thứ sáu là thứ ba. Đấy, thì luôn luôn là thứ ba và thứ sáu. Thì cái này mình nghĩ ngoài cái chuyện về tần suất đăng tải video mà thưa ra như thế, mình nghĩ tại sao lại có cái việc mà đăng tải thưa như này. Tại vì hiện tại ấy, để cái chỗ này lại cũng phải quay lại YouTube Studio. Tại vì cái thông số này trước đây ở trong Creator Studio chưa có. Trong YouTube Studio ở chỗ này các bạn có thể nhìn thấy có tỷ lệ nhấp chuột. Ví dụ như cái kênh này là 2,4%. Thì đối với các kênh lớn ấy, mà thường mà ví dụ như mình thường nhìn thấy trên 1 triệu sub ấy, cái vấn đề mà upload dày nó có xảy ra cái chuyện là như thế này. Tại vì kênh của bạn rất lớn cho nên bạn thường xuyên được đề xuất ở trên trang chủ của khán giả. Thì bây giờ nếu mà chẳng hạn như bạn upload liên tục dày đặc, mỗi ngày một video hoặc là mỗi ngày nhiều video ấy, thì khả năng đây cái chỗ mà khán giả, các bạn có thể tưởng tượng mình mở ra, ví dụ như khán giả mở YouTube ra vào trang chủ, đây cái hiện tượng các bạn sẽ thấy là đối với các kênh lớn ấy, các nhiều hai video của bạn sẽ xuất hiện liên tục dày đặc bên nhau. Mà khi xuất hiện dày đặc bên nhau như thế ấy, khán giả thông thường ấy, người ta sẽ chọn một trong hai video để xem. Ví dụ người ta chọn video này bên trái này, thì cái video bên phải này cái tỷ lệ nhấp chuột của nó sẽ bị giảm xuống. Cái tỷ lệ nhấp chuột này bị giảm xuống, tức là cùng một lần hiển thị nhưng mà không có lượt click chuột, cho nên nó sẽ bị giảm xuống. Vì nó giảm xuống cho nên YouTube nghĩ rằng là nó không hay, nó không tốt, cho nên là nó sẽ đề xuất giảm đi, sẽ mất bớt view đi. Đấy là cái mà mình thấy rất rõ ràng, đúng không ạ? Đặc biệt là kênh càng lớn thì cái hiện tượng này nó càng bị nặng. Tại vì kênh của bạn, vì nội dung của bạn thường xuyên được đề xuất lên trang chủ mà. Ok, đấy, về tần suất upload là như thế. Rồi cái vấn đề, một vấn đề nữa của tần suất upload là kênh CoComelon này, ví dụ cái video mà dài ấy, 36 phút này bạn sẽ upload vào ngày thứ sáu. Tại sao lại ngày thứ sáu? Tại vì thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là 3 ngày mà cái lượng xem của khán giả nó tăng rất nhiều. Thì trong vòng 48 giờ đến 72 giờ đầu tiên ấy, cái video dài này ấy, sẽ được xem nhiều và sẽ tích trữ được cho mình một cái lượng thời gian xem, tổng thời gian xem rất là lớn. Nó tạo đà cho video, tạo đà cho cái video, gọi là cái phần cái khoảng thời gian đầu tiên khi video, cái vòng đề xuất thứ nhất ấy. Thì sau cái ngày cuối tuần, sau cái phần cuối tuần đấy, thì cái phần sau vòng đề xuất thứ hai của video nó sẽ rất là mạnh, đúng không ạ? Thì ở đây mình không nói rằng các bạn cũng nên upload video vào đúng ngày thứ sáu như thế, mà các bạn cũng phải thử nghiệm, cũng phải nếu mà có thời gian. Tất nhiên là thời gian lớn nhất của mình là tập trung sản xuất content, sản xuất video, nhưng mà nếu có thời gian nghiên cứu về dữ liệu trong YouTube Studio thì các bạn sẽ xem xét xem tùy theo khán giả của mình xem thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đến chủ nhật, cái nào mà làm cho trong 72 giờ đầu tiên video của mình được tốt nhất thì mình nên upload vào những ngày đó, đúng không? Hơn nữa ấy, cái vấn đề của dữ liệu là mình phải theo dõi liên tục. Cái kênh của mình trong tháng này nó có thể này, nhưng mà trong tháng sau với một lượng khán giả khác nó thay đổi cái lượng khán giả của mình. Có thể là tháng đó mình thấy upload ngày thứ hai có thể tốt, nhưng mà sau này nó đổi lên thành ngày thứ ba có thể tốt hơn, chẳng hạn như thế. Ok, đấy là vấn đề thứ hai mà mình nhìn thấy ở kênh CoComelon này, là về tần suất upload, đúng không ạ? Rồi, còn một số vấn đề nữa, ví dụ như thế này. Trong mình nghiên cứu về trở về trước này của kênh CoComelon thì mình thấy là trước đây một năm về trước, thì các bạn đây bắt đầu từ chỗ này, hồi đó còn gọi là ABC Kids, xong rồi bắt đầu từ 2 năm trước, từ cái lúc mà bắt đầu đi lên đấy, bắt đầu từ tháng 1 năm 2017 đấy, thì đổi thương hiệu sang là CoComelon, đúng không? Hồi trước thì các bạn dùng thumbnail là 2D, gọi là 2D, đúng không? Cái hình nó phẳng. Ở chỗ này mình nghĩ các kênh trẻ em sẽ bây giờ cũng làm nhiều theo cái kiểu này rồi, tức là chuyển hình đại diện này từ 2D chuyển dần sang 3D. Đây các bạn có thể nhìn thấy sang đây là bắt đầu chuyển sang 3D rồi. Sau khi chuyển sang 3D, các bạn rõ ràng là các bạn CoComelon nhìn thấy nó có hiệu quả hơn và tập trung đánh vào 3D, đúng không? Rồi, trên cái thumbnail này ấy, cái màu sắc sặc sỡ thì cái này chắc là màu sắc sặc sỡ xanh đỏ tím vàng các kiểu, thì các kênh làm nội dung trẻ em chắc là các bạn đều biết, cứ làm màu sắc thật nhiều vào màu vàng, đặc biệt là màu vàng và màu đỏ thì nó sẽ rất là bắt mắt đối với trẻ con. Nhưng mà có một đặc điểm rất là đáng lưu ý là như thế này. Trong thời gian gần đây, trước đây thì các bạn có hai cái yếu tố thường xuyên xuất hiện ở trên hình đại diện, là một là em bé, hai là các loài động vật, đúng không? Bóng bay. Nhưng mà càng ngày thì cái này mình nghĩ là các bạn CoComelon rất là cẩn thận, kỹ càng trong việc tìm hiểu dữ liệu, so sánh dữ liệu giữa từng loại hình đại diện khác nhau, nó có tác động đến cái lượt view, tác động đến tổng thời gian xem như thế nào. Thì càng dần ấy, thì các bạn nhận thấy là có hình của em bé, càng dần thì các bạn tập trung vào hình em bé hơn, bớt động vật đi. Đây, thấy chưa? Càng ngày càng nhiều hình em bé hơn, bớt động vật đi. Thì cái này cũng là một điều khá là đáng lo ngại. Tại vì sao? Tại vì ấy, cái dấu hiệu mà các em bé mà cái này là mình nghĩ là một phần rất lớn là tại vì bố mẹ cho trẻ em xem iPad nhiều. Cái việc mà các cái hình đại diện mà em bé mà được lượt view nhiều hơn này chứng tỏ là các em bé càng ngày càng nhỏ hơn, tự xem iPad nhiều hơn, tự xem điện thoại nhiều hơn. Cái đó là một cái dấu hiệu rất đáng lo cho trẻ em, cho sự phát triển trí não trẻ em. Cho nên là nếu mà các bạn làm YouTube ấy, các bạn sáng tạo ra, thứ nhất là mình càng ngày càng cố gắng tạo ra những cái nội dung càng ngày càng tốt hơn cho trẻ em, nhưng mà đồng thời các bạn cũng để ý, lưu ý, cố gắng đừng để cho con cái nhà mình xem YouTube nhiều, nó không tốt đâu. Tại vì cái thế giới mà mình tạo ra, cái thế giới mà giống như mình là làm YouTuber, là mình tạo ra thế giới này, mình tạo ra content này, thì nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó đúng theo ý của mình hơn rất nhiều so với thế giới mà người ta mang đến cho mình. Thế giới người ta mang đến cho mình luôn luôn có những cái tốt đẹp, nhưng mà cũng rất là nhiều cái mà không tốt đẹp và làm cho cái đầu của mình nó kém đi. Đấy thì hình trẻ em càng ngày càng nhiều hơn. Và thỉnh thoảng bây giờ trong mấy tuần gần đây mình lại thấy các bạn lại bắt đầu thử nghiệm thêm là cho hình của bố mẹ, cho hình của gia đình vào. Đấy. Nói chung là liên tục thử nghiệm, đúng không ạ? Tóm lại. Ok. Như vậy là có 1, 2, 3 bài học. Mình tóm tắt lại cho các bạn. Bài học thứ nhất là về thời lượng video nha. Bài học thứ hai là về tần suất upload. Bài học thứ ba là về thumbnail. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì ở đây mình sẽ để thêm một playlist về tối ưu hóa. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta tự hào sáng tạo.